nhờ bạn thân chở giùm về nhà nhưng bị từ chối và cái kết đuổi theo không kịp. Theo đó, một thanh niên có nhờ cô bạn thân một việc là chở giùm thân xác bé nhỏ của mình về quê. Vì là nhà cùng đường nên chàng trai mới nhờ như vậy. Thế nhưng cô gái đã từ chối bởi lý do chiếc xe cúp chỉ có 50 phân khối chạy chậm nên không thể chở. Vậy là chàng trai liền nhờ người khác. Trong khi cùng nhau chạy trên con đường thì liền phát hiện con bạn thân của mình là một racing girl chính hiệu. Trời đất ơi, mình kêu nó về, nó chở mình về, nó kêu xe nó chạy chậm lắm. Mà Wilson chạy 80 không lại. Ghê thiệt chứ. Đuổi theo nó chàng ơi. Ôi là trời. Chỉ là chiếc xe 50 phân khối thôi mà đuổi theo không kịp. Bạn bè này mạnh lắm, nhưng mà mạnh ai nấy chạy, thân ai nấy lo. Đã hứa là chạy từ từ, cùng nhau nói chuyện cho vui, nhưng mà sao nó lạ lắm. Chạy xe phân khối thấp mà cứ y như hệt là chạy Exciter 150 phân khối. Nhiều người cũng đã chia sẻ rằng mỗi lần đi chơi với mấy đứa đi xe cúp thì chỉ có nước là hít khói, vì khi đã vào số là chạy xé gió không quay đầu nhìn lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh để xem những tin tức thú vị mỗi ngày nhé.